Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel làm đẹp của Hali. Hôm nay Hali sẽ chia sẻ với mọi người một loại thức uống rất là đơn giản, dễ làm tại nhà, vừa khiến các bạn có được làn da đẹp mịn màng, vừa giảm cân hiệu quả và chống lão hóa rất là tuyệt vời. Loại thức uống này thì mình tin là hẳn bạn nào cũng rất là biết rõ, nhưng các bạn chưa biết cách sử dụng sao cho hiệu quả nhất. Hãy xem hết video này cùng Hali để có được loại thức uống giảm cân đẹp da ngay tại nhà nhé. Hôm nay Hali sẽ chia sẻ cho mọi người một loại thức uống vừa có thể giúp làm đẹp da, chống lão hóa lại vừa rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó còn có thể giúp các bạn giảm cân rất là hiệu quả nữa đấy. Bây giờ Hali sẽ hướng dẫn mọi người cách pha công thức nước chanh mật ong đúng cách nhé. Vậy để thực hiện cái loại nước uống này thì các bạn cần chuẩn bị cho Hali 3 nguyên liệu chính như sau. Đầu tiên đó chính là một chút mật ong nguyên chất như thế này. Thứ hai là một quả chanh. Thứ ba là hãy chuẩn bị cho mình lưng cốc nước ấm. Các bạn lưu ý hãy chuẩn bị cho mình nước đun sôi và hãy còn ấm nhé. Sau đó thì mình sẽ đổ mật ong vào trong cốc nước này. Nước chanh và mật ong quả thật là đồ uống chữa lành các vết nhăn và ngăn ngừa lão hóa tuyệt vời. Mật ong có chứa chất chống oxy hóa mạnh mẽ và chống ung thư. Thêm nữa, đây là đồ uống có đặc tính chống lại các vi khuẩn có hại. Sau đó các bạn sẽ vắt vào đây khoảng 1/4 của quả chanh nha. Uống một cốc nước chanh mật ong ấm nửa tiếng trước khi ăn sáng mỗi ngày sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, da bạn cũng đẹp hơn trông thấy. Nước cốt chanh được pha loãng trong nước ấm giúp cơ thể nhanh chóng hấp thu vitamin C, làm tăng sức đề kháng và giúp tinh thần minh mẫn. Hơn thế nữa, các axit trong chanh giúp lọc mỡ thừa trong máu, làm sạch các chất cặn bã trong hệ tiêu hóa. Trong khi đó, mật ong có tính sát khuẩn vòm miệng và cổ họng, tránh axit trong chanh tác động làm đau bao tử. Sau đó mình sẽ khuấy đều hỗn hợp này lên. Và bây giờ việc của chúng ta rất là đơn giản. Nếu như các bạn thích thì các bạn có thể cho thêm vào đây 1 đến 2 viên đá nhỏ, có thể uống mát. Hoặc như mình thì mình thường uống ấm luôn, nó sẽ vừa tốt cho dạ dày, tốt cho hệ tiêu hóa của chúng ta hơn. Công thức này thì các bạn có thể sử dụng mỗi ngày nhé. Trên đây Hali đã chia sẻ với mọi người công thức nước uống mật ong và chanh giúp các bạn giảm cân, làm đẹp da và dưỡng da tại nhà rất là hiệu quả. Nếu yêu thích nội dung video này của Hali, hãy nhấn like, subscribe cũng như comment ý kiến của bạn dưới video này nhé. Đặc biệt là hãy nhấn vào nút quả chuông để nhận được những thông báo khi Hali ra video mới nhất nha. Nếu có bất kỳ góp ý, thắc mắc hay muốn Hali làm video về một chủ đề nào đó, bạn hãy bình luận dưới video này nhé. Cuối cùng là hẹn gặp lại mọi người trong những video clip tiếp theo. Bye bye!